Bác Hồ của chúng ta đã sinh ra và lớn lên từ làng Sen trong những năm đen tối của người dân mất nước. Bác ra đi tìm đường cứu nước cũng xuất phát từ chính làng Sen nhỏ bé ấy. Để đến ngày trở về, người đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang để dân tộc Việt Nam ta rũ bùn đứng dậy sáng loà. Trông vời lưng núi, cuối năm dị giáo núi cao tầng mây.